Hôm nay lại đi ăn cái birthday nữa. Birthday của Jason. Ủa cái này là bánh da lợn. Bánh da lợn không cắt ra gì hết nên không thấy đẹp gì hết trơn. Bánh cam với con thơ kỳ. Ủa hôm nay là qua cái Christmas rồi mà còn có thơ kỳ nữa. Ăn bún bò Huế. Này VIP guest ăn bún bò Huế. Sa tế nè. Sa tế nhà tự làm á. Gỏi ngó sen. Còn này là thịt bò với chả rồi này nọ, giò heo của ăn bún bò Huế. Nhìn cái đĩa trái cây thấy hấp dẫn quá ha. Bánh mì ăn với lại gà nấu pate. Xôi giò. Cái này còn bánh chuối nữa nè. Bánh chuối ăn với nước dừa. Nước dừa lá dứa ngon quá chưa. Thơm. Ơi cái này là cái gì. À để nêm hành ngò nêm vô bún bò Huế. Đi coi lại cái nồi. Đi coi lại cái nồi cái gì đó. Gà nấu pate đó. Nhìn thấy hấp dẫn quá ha. Đó, thịt gà đó. Đây là cái nồi nước lèo của bún bò Huế. Ủa có cái bịch gì vậy? Cái bịch đồ gia vị hả? Cái túi vải đồ gia vị á, nằm ở trong. Đồ có giống không? Này còn xôi giò nè, chưa có hâm lại ăn nè. Đâu coi, birthday boy đâu rồi? Birthday boy rồi. Oh, he's downstairs. Ủa anh Jason đi đâu rồi? Đi xuống rồi hả? Bây giờ mới sắp xếp lại rồi đó. Cái này là húng lũi. Húng lũi ăn bún bò Huế nè đó. Rau giá rồi đó. Giá trộn với bắp cải. Giá trộn với bắp cải vô nữa. Như đồ Huế, đồ húng Huế á. Đây, giò heo với chả lụa. Rồi, ở trên cái bàn ăn có nguyên cái chai nước mắm nữa kìa. À, có nguyên chai nước mắm sống ở chảnh kìa. Đang bún bò Huế, ai ăn nhạt, ăn mặn thì chêm vô. Wow, để lên đây nó có đèn sáng sủa, nhìn cái mâm cơm đẹp quá. Trời, ăn bún bò Huế ngon lành đó con ha. Ngon hả con ha. Chuẩn bị nhặt tiệc. Này gỏi đó. Gỏi ngó sen á. Với thịt nguội. Với tôm. Chả giò. Đây. Bún bò Huế. Lên YouTube luôn. Đỏ đỏ đẹp đẹp quá mà. Bánh da lợn nè. Bánh da lợn cắt một miếng cho nó đẹp cái nhìn thấy cái đẹp cái hỏi cắt vậy nó mới đẹp. Không, nhìn thấy cái mặt ở trên không thấy đẹp. Cắt một miếng nó thấy cái nhân ở trong á. Đẹp. Xôi giò. Cái này thần ngọt. Lại làm con gà lôi sang nữa. Rồi. Nhập tiệc, chuẩn bị nhập tiệc.
Ủa rồi 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 rút khỏi luôn đâu rồi chị? Ủa vậy hả? Còn chí ông ơi, lên đây ông chạy đâu rồi? Ông đi nước thì đó, đang sắp xếp cái tô bún bò Huế. Nhìn thấy ngon chưa? Đi ăn tiệc mà ăn tô vậy thì nó no bố, ăn món khác là sao ăn nổi nữa rồi. Tới chiều lắm mà. Ừ, nhiều món. Không có tới chiều lắm mà trời. Ăn tiệc nhà này là ăn sướng lắm, ăn tới hai lần lận. Ăn từ sáng tới tối luôn, 10 giờ khuya luôn. Hồi lát nữa enjoy karaoke. Có karaoke nữa. Ok, bây giờ mình chuẩn bị nhập tiệc. Một hồi lên cái màn karaoke nữa. Nè, bánh da lợn cắt là thấy đẹp chứ sợ chưa? Ui dồi, đỏ, bánh da lợn cắt ra rồi mới thấy đẹp nè. Chóp từ ngoài bàn, chóp từ ngoài bàn. Rồi người lớn nhập tiệc, nhập tiệc ăn bún bò Huế trước à? Thì đó. Lan ăn chưa Lan? Múc luôn hả? Karaoke thằng Chí nó quên đem cái mì mất cần trâu rồi. Hey. Hát trên đây. No, cái mì mất cần trâu khác mà. Phải không biết rồi làm cả một đời anh, một đời anh mãi tìm, một đời ôm cái nỗi niềm thì em ơi đừng để ta lạc mất một trái tim. Chịu khó bị tra tấn nha, tra tấn cả một trái tim vẫn còn chờ một trái tim. Giờ anh chỉ biết là yêu em trong tuyệt vọng. Anh giật mình tại sao không nói trước, để bây giờ mình anh với cô đơn đêm người mong nhớ.
tim anh như ngần đập. Đừng chắc chắn rằng tại sao anh không nói, để bây giờ mình mãi lạc mất nhau. Muốn rồi, muốn rồi, phải không em? Người đến đây, xin một lần người đến đây. Dù trong giây phút không làm tình anh như ngần đập. Đừng trách rằng tại sao anh không nói, để bây giờ mình mãi lạc mất nhau. Muộn rồi, muộn rồi. Mấy ông này sướng ha. Phải không? Happy New Year. Vô được ăn mà còn được nghe karaoke nữa. Ca sĩ đàng hoàng chứ bộ. À vừa được ăn mà vừa được enjoy cái karaoke nữa. Hát lại đi. Ủa gì? Ủa hát chưa? Hát lại đi. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Louder. Okay, what do you wish for next year? What? One cái lì xì vậy? One cái bao lì xì vậy? Lì xì tiền luôn đấy. And leaving. Cầm giùm cái này. Birthday slap. Okay, what's your wish? I want all your money. Okay. Nè. You got it. Now you want. Lì xì có lâu mà quên bao lì xì vậy? What thing I want? Thôi, nó baby is lắm á, nó không biết nó biết bao nhiêu tuổi. Okay, I'm going back downstairs. No, okay first. Okay first. It's ice cream first. Ice cream cake hả con? No, it's ice cream. Ice cream á. Ice cream, you don't want ice cream? You want ice cream? Cái đó được đâu, cái đó cắt không được đâu. Hả? Cái đó cắt không được đâu. Cứng quá à. Ice cream cắt bằng cái đó được không? Không được đâu, cứng quá. Cứng quá, cắt không được đâu. Đấy là giao thiệt mới cắt được. Oh my god, give me more. Jason, get better than you. He got at least a guy. Okay, you don't have to. Thôi mời thẳng lên. Không phải gì đâu con, lấy cái lon nước nóng. It's a picture.